đi ngang Renwood luôn. Rồi mình sẽ quay cái hướng đi ra Nhà Tre cho các bạn xem nha. Đây là tinh hoa Việt Nam nè các bạn, tinh hoa Việt Nam. Quá đẹp. Trước cổng trang trí Giáng sinh nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vô Nhà Tre nào. Rồi cả nhà mình đi vô Nhà Tre nào. Đi. Đó, các bạn thấy không, Nhà Tre thật là uy nghi luôn. Ồ, hoành tráng luôn. Bây giờ mình sẽ vào bên trong quay cho các bạn xem cảnh Renwood về đêm khu Nhà Tre nha các bạn. Let's go, chúng ta vào bên trong nào. Đây, chiếu lên trần nè. Chiếu lên đỉnh chớp nè. Đó, quá đẹp. Ai chè ngon, chè ngọt, chè đôi, chè đậu nào. Xin mời, xin mời. Mời đang hát chèo các bạn, đang hát chèo. Ban đêm người ta gắn đèn ở trên đó bạn. Đã chưa? Ôi, chắc. Rồi mình đi ra đằng trước. Rồi mình ra cổng bên ngoài luôn các bạn ơi. Phía bên ngoài đây, phía bên ngoài Renwood đây. Nãy là mình quay bên trong rồi, bây giờ mình quay bên ngoài cho các bạn xem. Ngôi Nhà Tre này được kiến trúc sư nổi tiếng người Việt Nam được làm trên cái tượng hình là mang bản sắc dân tộc, giống như bánh chưng bánh dày đúng không anh? Không phải, đây là sao thấy nó cũng biểu tượng như là hoa sen. À, biểu tượng hoa sen, đúng rồi. Đây là biểu tượng hoa sen nè các bạn. Anh chị cho anh sao chụp hình.